Xin chào các bạn đã quay lại với channel của Tuyên Dũng, tiếp tục với chuỗi series tìm hiểu thông tin các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Ở số thứ 29, chúng ta cùng đồng hành đến vùng Đông Nam Bộ để tìm hiểu thông tin các trường đại học tại tỉnh Đồng Nai nhé. Nào, let's go! Theo thông tin tham khảo, trong năm 2021, tại tỉnh Đồng Nai có 5 trường đại học gồm Trường Đại học Đồng Nai, phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin về ngành đào tạo cũng như học phí trong năm 2021-2022 của các trường nhé. Một, Trường Đại học Đồng Nai là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ cao đẳng, đại học, sau đại học tại chức và văn bằng 2, địa chỉ số 4 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 10 ngành. Sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở các mức như sau. Đối với các ngành ngoài sư phạm, ở khối ngành xã hội và kinh tế là 8 triệu đồng trên một năm. Còn đối với khối ngành tự nhiên và kỹ thuật là 9 triệu đồng trên một năm. Nhà trường miễn hoàn toàn học phí đối với các bạn theo học nhóm ngành sư phạm. 2. Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai là trường đào tạo công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, sau đại học, liên thông và tài chức, địa chỉ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 13 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 9 triệu 200 nghìn đồng trên một năm. Ba, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ cao đẳng, đại học và liên thông, địa chỉ đường Nguyễn Khuyến, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 17 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 17 triệu đến 19 triệu đồng trên một năm. Còn đối với khối ngành khoa học và sức khỏe là 22 triệu đến 24 triệu đồng trên một năm. Các ngành còn lại là 17 đến 19 triệu đồng trên một năm. 4. Trường Đại học Lạc Hồng là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ cao đẳng, đại học, sau đại học, liên thông và văn bằng 2, địa chỉ số 10 Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo 17 ngành, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở các mức như sau. Đối với ngành dược là 36 triệu đồng trên một năm, còn đối với các ngành còn lại là 26 triệu đồng trên một năm. Năm, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, liên thông và văn bằng 2, địa chỉ khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo 11 ngành, sau đây các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở các mức như sau. Đối với ngành dược là 30 triệu đồng trên một năm. Đối với các ngành công nghệ, kỹ thuật, ô tô là 25 triệu đồng trên một năm. Các ngành còn lại là 13 triệu đồng trên một năm. Vừa rồi Tuyên Dũng đã gửi đến những bạn thông tin các trường đại học tại tỉnh Đồng Nai. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc góp ý thì đừng ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh nhé.